Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Sau một tuần trôi qua thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Và chúng tôi tin chắc rằng hôm nay sẽ là một gương mặt, một giọng nói, một điệu cười, một tài năng mà chúng tôi tin là quý vị đã rất là quen thuộc rồi. Đặc biệt là những ai mà yêu thích xem những cái phim viral, những đoạn clip hài hước ở trên mạng giống như tôi. Đó là ai? Hôm nay ai đến? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Em là Nguyễn Thúy Hiền, là một content creator chuyên sản xuất ra những clip hài sáng tạo, là một cô gái bánh bèo trong thân hình làm cao 1m58 và nặng 40kg. Em bỏ kính ra thì cũng đẹp và đeo kính vào thì cũng xinh. Bố em là Nguyễn Văn Dinh mà mẹ em là Ngô Thúy Hồng. Vâng, thưa quý vị, và với những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng chào đón đến với chương trình ngày hôm nay một nhân vật rất quen thuộc với nhiều người, trong đó có tôi. Xin chào đón idol của anh, Tiêu dạ, Thố. Chào anh ạ. Chào em, Nguyễn Thị Thúy Hiền nha. À, Nguyễn Thúy Hiền thôi, à, mình bỏ qua ạ. Bỏ qua chữ Hiền à? Bởi vì anh thấy là chữ Hiền nó cũng không hợp lắm với diễn của Thố nhỉ? Dạ vâng. Tiêu Thố là gì? Dịch ra tiếng Việt ấy thì là thỏ con. Hồi bé em đặt cái tên này bởi vì là em đọc cái cuốn tiểu thuyết về cái người con gái này màu hồng từ đầu đến cuối cuộc đời ấy. Không có một cái trắc trở, không có một cái gian truân gì, em thích gì lắm. Đời nó không đập gì vào mình hết. Dạ không ạ. Mình tự đập đời thôi. Mình tự đập đời thôi. Cuối cùng là đời đập em. Cuối cùng là đời đập em. Em biết là em xuất thân là một sinh viên báo chí, nhưng mà mình lại chuyển ngành sang làm diễn viên. Nó là do duyên hay do lựa chọn nhỉ? À, chắc là do lựa chọn đấy anh ạ. Cũng do duyên nữa. Tại sao lại lựa chọn? Bởi vì hồi xưa ấy, cái hồi em còn nho nhỏ đấy thì bố mẹ em là ước ao và khát khao là em được đi làm công an. Đi làm công an? À, lúc đầu thì em muốn thi sân khấu điện ảnh cơ, nhưng bố mẹ em không cho. Gạt ngay. Gạt. Em kể cả thuyết phục cũng không được, nên em quyết định là vào Học viện Báo chí Tuyên truyền vì có đội kịch. Em bắt đầu tiếp xúc với nhiều anh chị hơn, cũng được làm nghề, cũng đi quảng cáo và thứ kia, nhưng mà vặt thôi. Thế xong đến lúc là em có duyên với Vlog và em đi thi tuyển. Em thi tuyển đúng 3 phút em đi ra. Thế em lúc đấy em nghĩ, sao 3 phút nhanh thế nhỉ? Là trượt rồi? Trượt rồi. Thế xong không, em được chọn. Em là thí sinh đầu tiên và cũng là thí sinh cuối cùng luôn. Ồ, tuyệt vời. Đấy, mọi thứ đến với cuộc đời này đều là cái duyên đúng không? Đúng rồi. Anh biết em có những thành tích học tập rất là khủng. Học Học viện Báo chí, khoa Văn hóa, có học bổng, học tốt, đấy. Thì bây giờ là công việc nó sang sáng tạo nội dung thì nó như nào? Khó khăn và thuận lợi gì với cá nhân em? Em nghĩ là nó sẽ như cá gặp nước thôi anh ạ. Cá gặp nước thôi anh ạ. Em cảm giác em hợp với công việc này. Tức là cái content creator ở Vlog thì ngoài nghĩ kịch bản, diễn thì còn phải đạo diễn cái đấy luôn. Xong rồi còn phải tổ chức sản xuất cái đấy luôn. Tức là một clip bọn em làm ra là bọn em phải kiêm 4 công việc cùng một lúc. Thì đấy, bọn em cảm thấy là kiểu lúc đầu thì em cũng hơi bấp bênh kiểu vì không biết là bắt đầu từ đâu. Nhưng mà đến ở thời điểm hiện tại thì em vào nguồn công việc nhanh hơn. Ngay cả em kiểu cũng làm nó cứ vèo. Em cảm thấy không có gì khó khăn cả. Bởi bản thân mình đã thích rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game nhá. Mini game luôn. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái loạt những cái câu mà anh đã in ra nhưng tất nhiên là bỏ dấu. Việc của em là sẽ phải đọc đúng nghĩa của từ này. Đúng thì bỏ qua, không đúng thì bị phạt. Ok, rồi bắt đầu. Cuối tuần về quê nhớ. 5 4 Nhớ đất về. Cuối tuần về quê nhớ đặt vé. Rồi, nhớ đất về. Mời đặt vé hả? Rồi. Đang ốm, 1 tháng nằm trên giường. Mình mất. Anh cứ nghĩ em phải đang ôm 1 tháng nằm trên giường cơ. Sao nhắn tin không trả lời? Anh bị cảm à? Ok. Bố mày ở nhà rồi. Bỏ máy ở nhà rồi. Đây là tiêu thụ anh biết. 3 2 3 2
không được cái từ đấy. Em cứ đọc cái từ nào mà em nghĩ trong đầu đi. Chó đẻ anh ở đâu vậy? Từ khóa của chương trình là chỗ đẻ ảnh ở đâu vậy? À dạ vâng em xin lỗi. Như vậy là xét cho cùng em vẫn bị phạt. Nè mời em. À cái này nào em sẽ chọn một trong ba. Đây, ok. Viên mới là một bạn rồi đây, viên bạn rồi. Em cảm ơn anh. Okay. À không nhá, anh ăn cái biết này hộ em cả. Không, vấn đề là bởi vì khi mà anh bóp ra em cảm giác là cái mắt của anh nó bắt đầu chuyển. Mắt của anh nó bắt đầu chuyển. Vậy thì anh sẽ để em tự, ok. Em chọn viên đấy. Ok. Cái vận em nó đổi liền luôn đấy. Chỉ việc em cầm vào thôi là vận nó sẽ đổi đúng không? Mời em. Rất ngon anh ạ. Thật. Chắc chắn. 100% 100% ạ. Ờ, em đỏ rồi. Em là một người được rất nhiều người biết đến, rất người hâm mộ. Anh là một trong số như vậy. Vậy thì có bao giờ em nghĩ rằng nhân cái đà này thì mình sẽ chuyển sang đóng phim truyền hình không? Em đã thường sức vào một cái vai diễn ở một bộ phim truyền hình rồi. Thì em cảm thấy là mình cũng trưởng thành hơn rất là nhiều. Mà ngoài cái suy nghĩ này ra thì em đang kiểu suy nghĩ là mình cũng sẽ ngoài đi phim truyền hình thì mình cũng nên học cho bản thân mình nó có một cái gì đấy, nó có cái gì đó chắc chắn hơn. Theo bản thân em thì em vẫn thấy là mình đang diễn theo một cách gọi là bản năng, chứ không phải là kiểu mình chưa có cái sự kìm ấy. Tức là kể cả kìm cũng của mình cũng nó vẫn là bản năng. Nghe như vậy thì anh có cảm giác rằng em cũng sẽ muốn xác định đây sẽ là một con đường dài mà em sẽ theo đuổi đến cùng, dạ, đúng không? Vâng ạ. Bây giờ thì hãy nói một chút cho anh về cái dự án hiện tại và tương lai xa của cá nhân em đi. Dự án hiện tại thì em vẫn muốn là xây dựng cái hình ảnh cá nhân của bản thân mình thôi. Em cũng đang đi tìm hiểu về cái các lớp học về diễn xuất và em muốn trau dồi cái kỹ năng của bản thân mình hơn. Nên là kiểu bố mẹ em cũng muốn là em có cái gì đấy chắc chắn. Xong rồi vì sao mình còn lấy chồng lấy con nữa. Ok rồi, thôi bây giờ thì mình đến với mini game thứ hai nhá. Vâng ạ. Ok. Và thử thách dành cho Tiêu Thố tiếp theo đó là hãy tiết lộ ba tật xấu hoặc là điều em không thích liên quan đến người trong bức hình này. Sẵn sàng chưa? Cái này dễ quá anh ạ. Ok rồi, đầu tiên nào. Đúng rồi. Ái chà, anh là người đàn anh của em rồi. Thì từ trong trường ra ngoài đời luôn vẫn là người anh thân thiết của em. Nhưng anh thì có rất nhiều tật xấu anh ạ. Có rất nhiều tật xấu anh ạ. Đó là cực kỳ nhiều. Đó chính là anh ạ. Chung mà anh rất nóng tính. Kiểu người như này này, lật này. Mà quý, ông ấy rất quý. Nhưng một khi ông đã ghét thì ông cực kỳ ghét. Tật xấu thứ hai ạ, bênh bản thân quá đà. À. Vô điều kiện. Ví dụ như em nhá, em cũng thích có một người bạn kiểu người ta sẽ nói cho mình cái đúng cái sai để mình sửa ấy. Không, mày đúng hết. Mày tuyệt vời nhất. Mày làm sai mày thành đúng. Em tao mày tuyệt vời hết. Nên lắm lúc kiểu em bị đúng ở giữa là ôi mày có sai hay không? Tao đúng rồi đúng không? Đúng thế thôi. Rồi ok, rồi anh sẽ tạm tha cho Nghĩa. Ai chả chỉ đợi. Chỉ đợi cái ba không thích là lấy chồng sớm thế mà cuộc chơi. À lấy chồng sớm. Cũng là một người cũng rất là nóng tính. Cái gì không thích cũng ấy luôn. Nhưng xong xuôi thì lại kiểu rất là bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cái không thích ở đây là không nói chuyện nhiều. Không nói chuyện nhiều là bởi vì là bận bịu chứ không phải là không chơi với nhau nữa. Vâng. Ừ. Tức là không còn chia sẻ nhiều như trước nữa. Vâng. À ok. À đây rồi. Ôi trời, Bích Diệp. Ừ rồi. Bích Diệp thì quá tuyệt vời luôn. Có rất nhiều điểm xấu. Okay. Đây chị em. Rồi. Nói chung là chị em là thành than. Than à? À hay chưa gặp than? Chưa gặp Diệp thôi. Chưa nhìn thấy mặt thôi đã thấy than rồi. Ông mày mệt quá. Thôi tao muốn nằm. Ngồi một tí là kiểu ôi khó lắm, nhỏ răng nhỏ ông thôi. Không làm nữa đi ngủ, không chịu được là đi ngủ. Cái thứ ba, cái bức xúc nhất là cái bàn của em ấy anh. Nhưng bà để cho máy tính của bà vào. Xong bà ngồi. Bà ngồi xong bà bảo một là em bỏ bàn của em ra để bà để máy tính ở dưới đất cũng được. Mà thích ngồi với nhau. Ừ. Nhưng mà được xếp ở chỗ khác. Không thích. Bà bảo tao đứng cũng được nhưng máy tính tao phải ở đây. À. Quan trọng nhất là để hai chị em gần nhau. Đúng, hai chị em gần nhau. Rồi, nhân vật cuối cùng. Ôi trời ơi, bản thân em. Nếu mà nói về bản thân em quá nhiều thích thật đẹp ấy anh. Ba tật xấu của bản thân em tự nhận là gì? Ba tật xấu của bản thân em thì em thấy tệ hại nhất trên cuộc đời này chính là
rất là tin người quá đà. Cả người lạ lẫn người quen, chỉ cần người ta đối xử tốt với em một lần em tin liền rồi. Rồi, tật xấu thứ hai. Tật xấu thứ hai là nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá. Bởi vì sự tin tưởng dẫn tới sự nhiệt tình đấy. Lắm lúc chỉ cần ối, mày ơi, tao không có công việc. Thế là em cũng chạy vạy em đi xin hộ. Sau cuối cùng là người ta cũng không cần nữa, không cần được cái việc đấy của mình. Nào, tật xấu thứ ba. Tật xấu thứ ba em nghĩ em tử tế quá đấy. Vào những cái lúc mà em đáng phải vùng lên để em đấu tranh cho bản thân em ấy, thì em lại nghĩ thôi em dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý à. Khi mà người ta hại mình, khi mà người ta làm điều xấu với mình, cái lòng tin của mình, cái lúc đấy có rất nhiều người bảo sao mày mắng bóc phốt đi, sao mày không làm này đi, sao mày không ấy đi, để cho nó không phải làm việc nữa luôn. Không, em không làm được. Thôi bớt drama lại, bớt lại thôi, bỏ qua đi. Ok rồi, cảm ơn em, cảm ơn idol của anh đã mang đến những câu chuyện rất thú vị. Mặc dù là nói xấu người khác nhưng nó vẫn đáng yêu. Ừ, và thưa thật thôi. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tạm chia tay với phần 2 của chương trình. Và bây giờ hãy cùng đến phần 3 của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Và thưa quý vị, đến với chọn màu hashtag thì chúng ta sẽ mời Tiêu Thố lựa chọn 3 con số từ 0 đến 9, mời em. Con số 9 á, có thể là con số 7, con số 0. 0, 7 và 9. Số 0 của chúng ta là một hashtag màu trắng với chủ đề là hẹn hò với bản thân. Như này, nhiều người lựa chọn tự hẹn hò với chính bản thân mình. Đi chơi một mình không hẳn là họ đang trốn vào cuộc sống, mà đơn giản họ muốn dừng lại, chậm rãi ngắm nhìn, suy nghĩ về cuộc đời, về những bộn bề xung quanh. Một mình thì không có nghĩa là tuyệt giao với những mọi người xung quanh, mà là dành thời gian yêu lấy chính mình. Đấy, thế nên là một mình chứ không hề cô đơn. Em nghĩ như thế nào về cái hashtag này, hẹn hò với bản thân? Em có hay thế hay không? Em thấy quá tuyệt vời. Cách đây là một tháng, bắt đầu trở lại một tháng đây, em hẹn hò với bản thân mình. Hẹn hò rất nhiều với bản thân mình. Tận lắm lúc em tự ôm lấy bản thân mình, em tự vỗ lấy là nhìn trước gương. Xong cứ tự vỗ lên xong rồi ổn, không sao cả. Em sẽ nhìn thấy bản thân mình tuyệt vời hơn. Em tự ngắm nhìn, tự đi đầu tư skin care. Nói chung là mình trước đấy mình vẫn làm, nhưng mà kiểu tần suất ở đây mình sẽ đầu tư nhiều hơn. Xong rồi cũng không tuyệt giao với bên ngoài nhá. Là vẫn là mình dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình, để mình tự kiểu trải nghiệm những cái gì đấy mà tuyệt vời nhất. Em hay nói chuyện bản thân mình, thậm chí viết nhật ký cũng là một cách để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Hẹn hò với bản thân mình quá tuyệt vời. Rồi, hashtag thứ hai là con số 7. Ok. Hashtag của chúng ta là hashtag màu đen. Trầm cảm học đường nhá. Một khảo sát mới đây cho thấy là tỷ lệ khám bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần học đường trong tháng đầu tiên của năm học mới tăng từ 15 đến 20%. Đây thực sự là một con số rất là đáng báo động. Hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, các bạn học sinh thì phải ở nhà học online, không được tiếp xúc với bạn bè và thầy cô, ở trong bốn bức tường. Thế nên là dẫn đến cái tỷ lệ trầm cảm học đường đang tăng lên một cách đáng kể. Em cảm thấy là rất nhiều người trầm cảm họ không đi khám. Nhưng mà để mà họ đi khám và từng cái con số này tăng lên ấy, thì tức là họ có nhận thức về cái căn bệnh của mình, nhận thức về cái tình trạng của mình hiện tại như nào, để mà mình trực tiếp tới bác sĩ để mình cảm thấy tốt hơn ấy. Trước tiên là cảm thấy tốt hơn đã. Rồi, bây giờ sẽ là từ khóa ở hashtag cuối cùng, em chọn số 9 đúng không? Số 9 của chúng ta là một hashtag màu cam. Chúng ta vẫn đang có những cái tranh cãi liên quan đến nội dung này. Bảo quản thi hài chờ ngày hồi sinh. Tức là ở Mỹ hiện nay có một cái dịch vụ là bảo quản thi hài, với hy vọng là khoa học trong tương lai sẽ hồi sinh được những người đã khuất. Dịch vụ này được rất là nhiều sự quan tâm, bởi vì là hiện tại đã có 199 người, bao gồm cả thú cưng, đang được để bên trong các thùng chứa đầy nitơ hóa lỏng. Đang có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về vấn đề này. Với em thì sao? Chết là chết luôn hay là chết là để sống lại? Em nghĩ rằng là cái mong muốn đấy chỉ là mong muốn của những thân nhân thôi, chưa chắc phải là mong muốn của những người đã khuất đấy. Họ muốn là mất đi nhưng họ sẽ được tái sinh sang một thế giới khác. Họ muốn được làm một con người khác, hoặc một thiên thần, một ác quỷ gì đấy. Thế là tùy. Em là một người rất hay bệnh tật, em hay ốm vặt lắm. Và lắm lúc em kiểu cũng tự nghĩ tiêu cực trong tích cực. Em bảo bố mẹ em là nếu như một ngày con bị mắc một cái căn bệnh không chữa được, đừng chữa, để cho con sống vui vẻ, cho con sống vui vẻ nốt cuộc đời còn lại với anh em bạn gì, với bố mẹ, cho nó vui đi. Chứ con không muốn là đến cái ngày như thế mà con còn phải đau đớn ở trên bệnh viện, nó còn truyền thế này truyền kia, đơn kim đâm mà con không thích. Thì con đau nhưng mà con vui vẻ với mọi người. Thậm chí là em còn nghĩ là kiểu nếu như về sau cái lúc mà mình gần đi mà mình vẫn còn lành lặn ấy,
thì mình hiến mắt mũi mồm miệng rồi, hay là tim gan nội tạng đấy, nội tạng cho những người cần. Thế nên là giống như em là mình nên tính trước đi, tránh cái việc là khi mà mình chẳng may mình có những cái sự cố gì đấy mà nó không thể thay đổi được, mà nó đột ngột quá, lại người nhà tự nhiên làm những thứ mình không mong muốn, đúng không? Đúng rồi. Nên là viết di chúc sớm á? Không ạ. À, không. Tức là em luôn mong muốn là nói ra những cái mong muốn như thế nào để cho bố mẹ em biết. Ok, một câu hỏi nó cũng liên quan, em muốn bạn trai như thế nào? Đấy, nhân cái dịp em muốn thì anh sẽ hỏi. Trời ơi, đúng không? Tín hiệu vũ trụ. Ok, đã chuyển về đây rồi đấy. Hồi trước ấy, em mong muốn bạn trai em là kiểu bố mẹ em cũng từ tay trắng đi lên, đúng không? Thế nắm tay nhau đi lên. Em cũng mong muốn là kiếm một người bạn trai cũng cùng nắm tay đi lên, cũng có thì tiến thủ, cũng có thứ kia không. Kia không. Đấy thì những điều kiện cần thôi. Cần đủ là gì? Điều kiện đủ thì phải là anh ngoài lo được cho bản thân anh ấy, không để mình lo lại thì không được lợi dụng em. Cái thứ hai là người ta tử tế. Rồi. Không chỉ tử tế một mình mà gia đình mình và những người xung quanh. Rồi. Rất là cảm ơn em. Bây giờ chúng ta đã có những cái câu chuyện bên cạnh những cái hashtag đó thì mọi người cũng đã hiểu hơn về Tiêu Thố với những cái góc nhìn của em về cuộc sống rất là thú vị. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đến với phần cuối của chương trình, đó chính là góc review. Đến với góc review thì chắc em có theo dõi chương trình ngay đến hôm nay thì biết là chúng ta sẽ có đưa 3 option để em lựa chọn: phim ảnh, âm nhạc và sách. Em chọn phim ảnh. Phim ảnh à? Chắc chắn rồi. Chắc chắn. Âm nhạc em không thể hát được. Ok rồi. Phim ảnh thì một bộ phim gần đây nhất em xem là gì? Bây giờ bật ra trong đầu em. Em đang xem bộ phim Anna Quý Cô. Quý Cô Lừa Đảo hả? Bộ phim trên Netflix đấy. Hả? Đúng rồi ạ. Em ấn tượng gì bộ phim đấy? Em rất ấn tượng. Bởi vì từ một người trắng tay, từ một người không có gì mà có thể kiểu thao túng tâm lý được người ta. Đúng. Em cũng khao khát được như thế. Cảm nhận. Mình cảm giác là mình làm chủ được mọi cuộc chơi luôn ấy. Chủ được mọi cuộc chơi luôn ấy. Thì tự dưng bản thân mình cũng muốn như thế. Nhưng không ấy. Mình không làm được như thế. Không làm được như thế thì mình mới khao khát đấy anh. Thực ra anh thấy nhá, người như là diễn viên trong bộ phim Anna đấy thì bạn ấy là một người có tư duy logic cực kỳ tốt. Đúng rồi. Em có một cái điểm chung là em có tư duy logic tốt. Thì cứ cố gắng lên, biết đâu đấy. Biết đâu thành Anna của Thanh Xuân. Dạ thôi. Ok, hôm nay thì rất là cảm ơn Tiêu Thố, cảm ơn Thúy Hiền. Anh vẫn muốn nhắc cái tên đấy vì tượng. Nào, bây giờ thì phía trước của chúng ta là một máy quay. Anh rất là mong Tiêu Thố hãy gửi một lời chúc cho các khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Xin mời em. Chúc cho những khán giả của Ai Đến Hôm Nay sẽ thực sự sống một cuộc đời rất là kiểu màu hường. Màu hường, em vẫn khuyên bản thân mình nên sống một cuộc sống màu hường, cũng như là thật sự tích cực, thực sự vui vẻ khi xem chương trình. Và cũng mong rằng là Tiêu Thố sẽ được gặp lại anh Thắng nhiều hơn để cùng tham gia chương trình. Không phải mỗi chương trình, mà có rất nhiều chương trình khác. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn Tiêu Thố. Và thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi 30 phút câu chuyện với rất nhiều tiếng cười, với rất nhiều câu chuyện mà Tiêu Thố đã mang lại đến cho Ai Đến Hôm Nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.